bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hãy chấm dứt vọng tưởng. Quý vị ngồi trong thiền đường, trong bề ngoài có vẻ như đương tham thiền, nhưng bên trong chính là đương theo đuổi vọng tưởng. Các vọng tưởng này dẫn chúng ta lúc thì lên trời, lúc xuống đất, lúc làm quỷ đói, lúc làm súc sanh. Những loại vọng niệm đó đều không ra ngoài tham sân si. Quý vị tự cho là siêng năng tu giới định huệ, nhưng kỳ thực quý vị không tu giới định huệ. Quý vị nói là diệt tham sân si, nhưng kỳ thực lại không diệt tham sân si. Cái y quạt như vậy đó. Chẳng cứ riêng về đời này, mà đời đời kiếp kiếp quý vị làm như vậy, cho nên mới có chuyện đi lên đi xuống, quẳng quanh quẳng trong sáu nẻo luân hồi, không bao giờ ngừng lại được. Làm kiếp con chó, cảm thấy mình là hay nhất. Làm kiếp con mèo cũng tự cho mình là số một. Nói tóm lại, trong bất luận kiếp chúng sanh nào, mình cũng tự xưng là thượng hạng. Tại sao vậy? Vì ta có chấp trước bởi còn vô minh. Nếu như thật lòng tu đạo, cố gắng siêng năng tham thiền, thì ta mới có thể chặt đứt được dòng sanh tử luân hồi và chứng được niết bàn an lạc. Có một số người tu hành vì thiếu nghiêm túc đã để cho thời gian trôi qua uổng phí. Thấy mọi người ngồi, mình cũng ngồi, mọi người đi, ta cũng đi, ai làm sao thấy mình làm vậy. Những người đó đem vấn đề sanh tử của chính mình ném lên tầng 9 tầng mây xanh, không coi nó là quan trọng tí nào cả, nên không quyết tâm tu đạo, không chịu dập tắt vọng tưởng. Họ ngồi ở thiền đường, nhưng trong tâm lại nuôi dưỡng hết vọng niệm này đến vọng tưởng khác. Một ngày có đến 84.000 vọng tưởng mà còn chưa thấy đủ, vọng tưởng lại vọng tưởng. Họ để cho những tư tưởng vẩn vơ làm cho tâm bị nhiễu loạn, tơi bời, thần hồn điên đảo, quả thật là đáng xót thương. Vậy thì ta làm cách gì cho hết vọng tưởng? Hãy tham thoại đầu, không có cách gì khác. Tuy thoại đầu cũng là một vọng niệm, nhưng nó có tác dụng làm cho tinh thần của quý vị tập trung lại, không cho tâm đi ra ngoài rong ruổi. Đây chính là cách lấy độc trị độc, dùng một vọng tưởng để khống chế tất cả các vọng tưởng khác. Lấy một vọng tưởng làm đề mục để tham, tham đi tham lại nên không còn vọng tưởng khác. Khi hành giả tham cho tới được trình độ, không còn vọng tưởng nữa, đó chính là thời cơ để khai ngộ. Khi đó một lời nói, một cử chỉ hay một hành động chi cũng có thể mở cho quý vị cánh cửa giác ngộ. Ha ha ha,